Hold up. Ok, hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ dạy các bạn cách giải một khối Rubik 4x4. Và trước khi bắt đầu vào video, các bạn đừng quên để lại một like và một subscribe ủng hộ cho channel của mình. Và nếu bạn có những ý tưởng gì khác của mình thực hiện, nhớ để lại bình luận bên dưới. Còn bây giờ thì bắt đầu nào. Để giải được một khối Rubik 4x4, các bạn cần phải giải được khối Rubik 3x3. Điều này thì mình cũng đã có video hướng dẫn. Bạn nào chưa biết cách giải Rubik 3x3 có thể xem lại video đó ở đây. Đó. Đây là những điểm khác nhau giữa Rubik 4x4 và Rubik 3x3. Nhưng mà đây thì các bạn có thể thấy ngay rằng ở Rubik 4x4, khối tâm của nó sẽ là 4 viên này. Và khi chúng ta xoay thì các viên này sẽ bị di chuyển. Đó, sẽ bị di chuyển như thế này. Còn ở Rubik 3x3 thì viên tâm của nó chỉ có 1 viên này. Và khi các bạn xoay thì cả viên tâm này sẽ vẫn luôn cố định đó, chứ không bị phá ra như Rubik 4x4. Và điểm thứ hai đó chính là Rubik 3x3, bên cạnh sẽ là một viên như thế này. Nhưng đối với Rubik 4x4 thì viên cạnh của nó sẽ là một cặp gồm hai viên cạnh, đó, gồm hai viên cạnh như thế này. Thì thế là các ký hiệu trong Rubik 4x4, ngoài những ký hiệu các bạn đã gặp trong Rubik 3x3 như là R, R phẩy, U, U phẩy, L, L phẩy, thì ở trong Rubik 4x4 cũng có thêm một số các ký hiệu mới như là R nhỏ. R nhỏ các bạn sẽ xoáy như thế này, luôn hai tầng này, R nhỏ và R nhỏ phẩy, R nhỏ 2, tương tự R nhỏ 2 và tương tự các mặt khác. U nhỏ xoáy lên hai tầng này, U nhỏ phẩy, U nhỏ 2, U nhỏ 2, L nhỏ phẩy, L nhỏ 2, L nhỏ 2, D nhỏ phẩy, D nhỏ 2, D nhỏ 2, B nhỏ phẩy, B nhỏ 2, B nhỏ 2. Đó. Và sau đây là những bước dài để dài được khối Rubik 4x4. Bước đầu tiên đó là các bạn phải giải được các khối tâm của Rubik 4x4 như thế này. Đó, có tất cả là 6 khối tâm, các bạn phải giải đúng và đúng theo vị trí của việc màu của Rubik, tức là màu trắng ở dưới, màu vàng ở trên, màu xanh dương ở đối diện thì bên trái màu xanh dương sẽ là màu cam, đối diện màu cam là màu đỏ và đối diện màu xanh dương đó là màu xanh lá. Thế bây giờ chúng ta sẽ qua bước thứ hai. Bước thứ hai là chính là các bạn phải giải được tất cả các cặp cạnh của Rubik 4x4. Đây, mỗi cặp cạnh cũng có hai viên cạnh giống màu và các bạn phải xếp chúng kê nhau thế này. Đó. Và bước thứ ba là chính là các bạn sẽ giải xong tầng 1 và tầng 2 của Rubik 4x4. Cách này thì cũng giống y hệt như Rubik 3x3. Bạn nào chưa biết thì có thể xem lại video này. Đó. Và sau khi đã hoàn thành hai tầng của Rubik 4x4, bạn sẽ hoàn thành Rubik 4x4, nhưng sẽ có hai trường hợp. Một là các bạn sẽ không gặp bất kỳ trường hợp đặc biệt nào và giải như Rubik 3x3. Và trường hợp thứ hai, các bạn có thể xảy ra tối đa hai công thức, tức là hai trường hợp đặc biệt và các bạn cần phải giải nó khác với Rubik 3x3 để có thể hoàn thành được Rubik. Và những trường hợp đặc biệt mình sẽ nói sau khi chúng ta tìm hiểu về tầng thứ 3 của Rubik 4x4. Ok, bây giờ thì mình sẽ dạy các bạn bước giải đầu tiên, đó chính là hoàn thành 6 tấm của Rubik 4x4. Và trước tiên thì mình sẽ tráo cục Rubik của mình lên. Ok, và mình đã tráo xong cục Rubik của mình. Để giải được 6 khối tấm của Rubik 4x4 thì đầu tiên các bạn cần phải giải được khối tấm màu trắng, tức là 4 viên màu trắng của bên này. Đó. Đầu tiên các bạn cần phải tạo cho mình hai hàng ngang. Đó, hai hàng như thế này. Đó, ở đây mình có sẵn một hàng, mình tìm thêm một hàng như thế này để ghép vào đây. Đó, ở đây mình thấy viên này và viên này. Đó. Nếu mình đưa viên này lên như thế này thì sẽ không đúng. Nếu mình sẽ đưa viên này xuống đây. Đó. Và đẩy viên này lên. Đó, mình sẽ được một hàng và mình sẽ
đẩy hàng này qua thế này. Đó, lúc này thì mình sẽ đưa hai hàng này như thế này. Đó, vậy là mình đã được một khối tấm màu trắng của Rubik viên 4. Sau khi đã hoàn thành xong 4 viên ở tấm màu trắng, các bạn sẽ làm tiếp 4 viên ở màu vàng. Đó, cũng làm tương tự, các bạn sẽ phải tạo hai thanh màu vàng như thế này hoặc như thế này và ghép chúng lại với nhau. Đó, đây mình thấy viên này và viên này. Đó, mình sẽ ghép chúng lại với nhau. Mình sẽ đưa viên này qua viên này. Đó, mục đích là để khi đẩy lên như thế này, chúng ta sẽ được một cặp. Đó, nhưng khi đẩy lên, các bạn sẽ bị mất hai viên mặt màu trắng như thế này. Đó, ở đây mình vẫn sẽ đẩy đến như thế này và đưa hàng này qua như thế này. Đó, và đưa xuống. Đó, vậy là các bạn đã có được hai viên màu vàng đúng như thế này và vẫn không làm lệch 4 viên của mặt màu trắng. Đó, và viên màu vàng cuối cùng làm ở đây. Đó, mình sẽ đưa nó qua như thế này. Đó, mục đích là để khi đưa viên này xuống đây, đó, chúng ta sẽ được một cặp như thế này. Và cũng như lúc này, khi đưa xuống, chúng ta sẽ phá 4 viên này của mặt màu trắng. Và mình sẽ thực hiện đưa xuống, đưa qua và trả về lại. Đó, như thế này. Và một điều lưu ý nữa, đó chính là các bạn khi hoàn thành như thế này, các bạn sẽ đưa như thế này thì chúng ta sẽ bị mất màu trắng. Đó, nên chúng ta sẽ giữ như thế này và đưa hàng này lên. Đó, đưa hàng này qua bên này và trả hàng này về lại đây. Đó, vậy là các bạn đã có được hai tấm màu vàng và màu trắng. Sau khi đã thực hiện hoàn thành xong khối tấm màu trắng, màu vàng, bạn sẽ xoay lại như thế này để thực hiện tiếp tục 4 khối tấm còn lại. Và đầu tiên các bạn sẽ phải hoàn thành khối tấm màu xanh lá. Đây mình thấy viên này và viên này. Đó, 4 viên nằm ở đây. Mình sẽ chọn hai viên này làm trước. Đó, mình sẽ thấy viên này nó đông vì thế này, mình sẽ đưa xuống. Đó, và khi đưa xuống thì mình cặp này cũng đã hoàn thành. Đó, mình đã có hai hàng như thế này. Mình sẽ đưa cái này qua đây. Đó, mình sẽ đưa hàng này qua bên này và thực hiện đưa hai lần. Đó, sẽ được một khối tấm màu xanh lá đúng như thế này. Sau khi đã hoàn thành xong 3 khối tấm trắng, vàng, xanh lá, các bạn cần phải nhớ lại việc màu của Rubik. Đó, bên trái của màu xanh lá sẽ là màu đỏ, bên phải của màu xanh lá là màu cam, và đối diện màu xanh lá tức là ở sau này sẽ là màu xanh dương. Đây, khi bạn đặt màu trắng ở dưới như thế này, màu vàng ở trên, màu xanh lá hướng về phía đối diện, thì bên trái sẽ là màu đỏ. Đây, là bên này màu đỏ, bên này sẽ là màu cam. Đấy, và sau này tức là đối diện với màu xanh lá là màu xanh dương, tức là mặt này sẽ là màu xanh dương. Đó, các bạn phải luôn luôn nhớ đông đông như vậy để có thể thực hiện được đúng theo các viên tấm theo quyệt màu. Tiếp theo thì mình sẽ làm màu đỏ của Rubik 4x4. Theo quyệt màu đỏ sẽ nằm bên phía này, tức là bên trái của màu xanh lá. Đấy, mình sẽ xoay qua thế này. Đó, mình thấy ở đây một hàng màu đỏ ở đây, màu đỏ ở đây và một viên ở đây. Mình sẽ xoay cặp cánh này qua thế này. Đó, mục đích là để khi đưa viên này xuống đây không phá vỡ viên này. Đó, mình sẽ đưa xuống thế này. Đó, khi đưa xuống thì xanh lá sẽ bị mất, mình sẽ đưa qua và đưa hai lần lên. Đó, đây như thế này. Mình cần đưa cánh này xuống ở đây, nhưng khi đưa như thế này thì sẽ mất màu xanh lá. Đó, nên cùng giống màu vàng lúc này, mình sẽ đưa xuống thế này. Đó, đưa qua và đưa bên này lên lại. Đó, vậy là mình đã được 4 tấm. Thì bây giờ mình sẽ còn lại 2 tấm, đó là màu cam và màu xanh dương. Đây, màu cam sẽ nằm ở sau này, đối diện với màu đỏ, và xanh dương là bên trái của màu đỏ. Đấy,
như thế này. Mình sẽ xoay cho hàng xanh dương này qua bên này. Đó. Mình sẽ đưa hàng màu cam này lên trên này. Đó, đưa lên thế này. Và thì chỗ một viên màu xanh dương xuống đây. Đó, đưa xuống thế này. Và trả về lại. Đó. Đó thì sẽ được như thế này. Mình sẽ xoay viên này qua bên này. Đó, mục đích là để đưa viên này lên đây. Đó, chúng sẽ được một cặp. Và mình đưa qua, đưa xuống. Đó, vậy là hoàn thành 6 tấm của Rubik 4x4. Ok, bắt đầu thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn bước đầu tiên để có thể giải được khối Rubik 4x4. Và nếu bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like, share, subscribe để ủng hộ cho channel của mình. Và các bạn có những điều gì còn thắc mắc hay chưa hiểu, cứ để lại bình luận bên dưới, mình sẽ giúp các bạn giải đáp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào những video lần sau.